Và cô này là cô mua cái loại Glossal đây. Cái loại mà to nhất luôn đó mọi người, 18 đồng. Vậy là bữa tối của gia đình Bích cũng đã hoàn thành xong rồi mọi người ơi. Có thịt bò steak này, ăn với cả khoai tây nghiền, salad. Và đây là món quan trọng nhất, lobster. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã tới với kênh Bích Vlog ở Mỹ. Mọi người ơi, ngày hôm nay hai vợ chồng Bích là dậy rất là sớm, dậy sớm để đi chợ mọi người ạ. Thì cụ thể là ngày hôm nay là hai vợ chồng Bích đi mua cái con tôm hùm á, con lobster á. Có một cái chỗ họ bán rất là rẻ nhưng mà họ chỉ bán trong đúng một ngày thôi. Và số lượng thì có hạn. Họ kêu là sẽ bán tới 5 giờ chiều. Tuy nhiên là nếu như mà hết sớm thì họ sẽ nghỉ sớm. Thế nên hai vợ chồng Bích là sáng nay là phải dậy sớm để chạy qua đó mua, bởi vì giá khá là rẻ mọi người ạ. Mà là tôm hùm tươi sống luôn á, chứ không phải là loại đông lạnh. Thế nên là kiểu gì là mình cũng phải đi cố gắng để đi gọi là săn sale á. Ok, bây giờ hai vợ chồng Bích sẽ khởi hành để đi tới chỗ đó. Đây mọi người ơi, hai vợ chồng Bích đã tới nơi rồi. Ngày hôm nay là siêu đông luôn, mọi người thấy không? Ai cũng đi săn sale. Ngày hôm nay là có tận mấy like liền cơ? Hả? Yeah, I don't know which like going to be faster. Rất là nhiều like mọi người ơi. Bởi vì cái chỗ này người ta bán rẻ mà lại còn bán đúng có mỗi một ngày á, coi như là một năm chỉ có một lần thôi. Thế nên là mọi người ai cũng đi cố tranh thủ đi mua. Sau gần 2 tiếng đồng hồ chờ đợi thì cuối cùng hai vợ chồng Bích đã gần tới đích rồi. Ngày hôm nay là người ta đến đông kinh khủng lắm mọi người ạ. Đây đây, hai bên là phía dưới nữa cơ. Wow. Đây, Bích vừa mới chạy lên để coi cái lấy cái bảng giá. Đây mọi người ơi, giá rẻ không? 7 con lobster này nhá. Nhưng mà con này nhỏ mọi người ạ, thì là 95 đồng cho 7 con này. Cái con to hơn một chút xíu thì 6 con 95 đồng. Đấy là hai cái loại đặc biệt mà hôm nay rất là nhiều người tới để mua này. Ngoài ra thì họ còn có cái những cái loại to hơn thì mắc hơn chút xíu. Okay. Nhưng mà cũng không đến nỗi nào đâu. Giá thế là cũng rất là ổn. Bởi vì khi mà Big Dan chợ châu Á, họ cũng hay bán những cái loại lobster này thì giá cũng gọi là gần gần tương đương với cả đây. Này mọi người ơi, đây cái con này nó to không? Khổng lồ luôn. Wow. Con này chắc là phải mấy pound nhỉ? Phải hơn 4 pound ấy chứ. Có nghĩa là gần hơn 2 cân á. Hai vợ chồng Bích còn đang lo là người ta sắp hết hàng á. Bởi vì lúc đầu tới là la liệt những cái cooler này á, nhưng mà bây giờ là hết bớt dần rồi đó. Cô này hình như là cô cũng mua cái loại nhỏ, giống như là cái loại mà Bích đang định mua. Xem nào, giờ nó phải lên coi xem là cái kích thước của nó như thế nào. Và cô này là cô mua cái loại Glossal đây. Cái loại mà to nhất luôn đó mọi người, 18 đồng. Coi nào, xem là bao nhiêu đây. Con đấy là 5 pound đấy. Con đấy là 5 pound. To vật vã luôn. Ngày hôm nay là Bích tính sẽ mua cái loại nhỏ mọi người, cái loại mà 6 con mà có mỗi 95 đồng á. Với cả để coi là xem như nào, sẽ có thể khả năng là sẽ mua một hoặc hai con to gì đó. Để một lúc nữa thì Bích sẽ hỏi người ta xem như nào. Đây, Bích mua cái loại này mọi người ơi. What big ones do you have left? We have just a colossal.
Wow, Colossal, ồ, vẫn còn, Colossal, hai vợ chồng Bích sẽ mua một con. Đây là ý tưởng của Jason chứ không phải ý tưởng của Bích. Ồ, này, con này. Wow, the last two. Quick one, sweet again. Why, where he's bringing, huh? Sweet again one. Huh? Yeah. Quick one. Which one do you think's better? So that's $77. All right, we'll take that. Yeah. Oh, 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 oh. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ mở cái thùng cooler để cho mọi người coi hai vợ chồng Bích đã mua những thứ gì ngày hôm nay nha. Đây. Đây là mấy con lobster. Nó vẫn còn sống mọi người ạ. Mấy đứa này nó đang tò mò không hiểu là cái này là cái con hay là con gì. What is this guy? Ok. Thôi không nghịch lâu nữa, không sợ nó bị chết mất. Bây giờ phải tranh thủ trong lúc nó còn đang tươi, giống mình ở Big Dam đi nấu. Này. Here we go. Đây mọi người ơi, đây là tất cả đống lobster mà hai vợ chồng Bích đã mua. Rồi thì con này nó gọi là con đại tướng đi. Bây giờ Bích sẽ chuẩn bị nấu bữa tối. Bữa tối ngày hôm nay thì sẽ gồm có món thịt bò steak ăn cùng với cả tôm hùm. Để làm nước sốt cho cái món thịt bò steak ngày hôm nay thì Bích sẽ sử dụng nguyên liệu đó là chicken stock này. Đây là nước dùng gà. Còn đây là cái cây tarragon. Nó rất là thơm mọi người ạ. Cái này là một cái loại cây gia vị hay được người nước ngoài sử dụng. Một chút tiêu hột này. Đây là hành. Nếu như mọi người có hành tím thì mọi người sử dụng hành tím nha, bởi vì Bích không có hành tím nên là đành phải sử dụng hành tây này vậy. Và một chút muối, muối hột. Bây giờ thì Bích sẽ băm nhỏ cái hành tây này ra. Tây lúc nãy thái vào này. Sau đó thì cho tiêu hột. Cái lá tarragon thì Bích cho cả tây cho cả một miếng hành như này luôn. Sau đó thì là muối hột. Một chút xíu thôi. Một chút xíu. Cuối cùng là cái chicken stock. Bích sẽ đem đi đun cái hỗn hợp này và sau đó thì sẽ chắt lấy nước. Sau khi cái nước cốt của mình đã nguội rồi thì Bích sẽ cho vào một cái bát này.
sau đó trộn cùng với cả độ khoảng 4 cái lòng đỏ trứng gà như thế này. Rát một chút chỉ xíu chanh vàng vào cái nước cốt chanh vàng. Sau đó thì đánh đều. Sau một hồi đánh xong thì cái hỗn hợp trứng của mình nó đã đông lại như thế này đây, nó đắp sánh lại. Thì giờ thì Bích sẽ để vào tủ lạnh, bởi vì một lúc nữa thì Bích sẽ sử dụng cái nước sốt cái nước này để làm nước sốt thịt bò steak này. Thì bò steak này thì Bích sẽ ướp rất là đơn giản, chỉ cùng với cả muối và tiêu. Thì bò steak ngày hôm nay thì Bích sẽ nấu hết rất là đơn giản thôi, bởi vì đã có phần nước sốt rồi á. Thì Bích sẽ cho một ít bơ vào này. Thì đây là loại bơ của hãng Kerrygo. Thì đây là loại bơ mà người ta đã trộn sẵn cả tỏi với cả một số hương liệu khác vào rồi. Nhưng mà Bích sẽ cho thêm rosemary cùng với cả lại tỏi nữa mọi người ạ. Bởi vì nhà Bích rất là thích ăn tỏi, thích cái mùi hương thơm của tỏi á. Sau khi nấu xong thịt bò thì Bích sẽ giữ lại cái phần nước bơ tỏi lúc nãy để sử dụng cái nước này để làm nước sốt. Khi phần nước bơ tỏi kia nó vẫn còn ấm á, không cần nóng quá, thì Bích sẽ đổ vào chung với cả cái trứng lúc nãy mà Bích đánh. Sau khi đánh xong thì chúng ta sẽ được một cái kết quả nước sốt như thế này đây mọi người ơi. Nhìn trông rất là hấp dẫn phải không? Bây giờ thì Bích sẽ cho thêm một số gia vị vào để trộn cùng với cả nước sốt để cho cái mùi vị của nước sốt nó được đậm đà hơn á. Thực sự với mọi người là loại nước sốt này thì nó hơi bị cầu kỳ một chút xíu, gọi là nó hơi bị óng ẹo á. Bởi vì cái phần nước bơ tỏi lúc nãy mà Bích sử dụng á, nếu như mà nó không có đủ nhiệt độ thì sẽ không bao giờ đánh được cái nước sốt nó thành ra như thế này á. Bích đã có từng lần làm thất bại cái nước sốt này rồi á, bởi vì cái nhiệt độ nó không đủ, thế nên là cái nước sốt nó không có thể đặc lại được, không thể kết dính lại được á. Thì lúc đấy là Bích cho vào cho lò vi sóng rất là ngắn thôi, coi như là vừa cho vừa canh, để dài quá thì tự dưng là nó bị thành giống như món trứng chưng á mọi người, ăn rất là kỳ luôn. Thì sau khi mà đủ nhiệt độ rồi thì Bích chỉ cần đánh lên một chút xíu là nó sẽ thành cái nước sốt như thế này á. Còn bây giờ thì Bích sẽ đi làm món khoai tây nghiền mọi người ạ. Khoai tây nghiền thì Bích sẽ trộn cùng với cả heavy whipping cream này. Và ngoài ra Bích sẽ tiếp tục sử dụng cái bơ từ cái hãng Kerrygo á. Thì cái loại bơ này thì họ đã cho sẵn cả tỏi này với cả những cái hương liệu khác mà rồi á. Ăn rất là thơm và ngon mọi người ạ. Để ăn cùng với cả mashed potato, khoai tây nghiền thì Bích đã làm một chút xíu gravy. Gravy này thì Bích làm vô cùng đơn giản là chỉ có nước cốt gà này, heavy cream này, với cả gì nhỉ? Một chút xíu bột ngô và ít bơ, cái bơ tỏi lúc nãy mà Bích cho mọi người coi ấy. Thì đã Bích để lên trên cái phần khoai tây nghiền để một lúc nữa ăn thì mình có thể trộn với cả khoai tây.
Món tôm hùm ngày hôm nay thì Bích không làm gì cầu kỳ hết cả mọi người ạ, bởi vì nó cũng khá là chất lượng á. Thế nên là Bích chỉ có luộc nó lên thôi. Luộc với cùng với cả nước muối, vậy thôi. Đây là mấy con lobster Bích đã luộc qua rồi. Cái loại này thì bởi vì Bích sẽ cho vào ngăn đá, đông đá, thế nên là chỉ luộc qua với cả nước muối độ khoảng 1 phút. Rồi sau đó thì ngâm với cả nước lạnh. Rồi bây giờ Bích là đang để cho nó khô hết sạch nước đã. Nó phải đi kiểu như là bên trong nó phải khô cạn hết nước đã. Sau đó thì Bích sẽ cho vào ngăn đá. Vậy là bữa tối của gia đình Bích cũng đã hoàn thành xong rồi mọi người ơi. Có thịt bò steak này, ăn với cả khoai tây nghiền, salad. Và đây là món quan trọng nhất, lobster mọi người ơi, tôm hùm. Tuy là nhỏ, con này có hơn 1 pound gì đó thôi, một bao rưỡi, một pound rưỡi, nhưng mà cũng rất là chất lượng mọi người ạ. Ok, bây giờ thì mời mọi người ăn tối cùng hai vợ chồng Bích nha.